Chào mừng các bạn đã quay trở lại với BB Channel. Hôm nay chị BB sẽ hướng dẫn các bạn làm một chú sứa xinh xắn màu xanh với những chiếc tua miệng dài và mềm mượt. Chúng ta cùng làm thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị những tờ giấy bìa màu này, bút dạ, bút chì, keo sữa và kéo. Lấy bút dạ vẽ một hình vòng cung và phía dưới là đường lượn sóng. Đó chính là phần đầu của con sứa. Và bây giờ chúng ta cắt rời phần đó ra. Tiếp theo, lấy tờ giấy mà mình vừa cắt được ướm vào một tờ giấy khác để tiếp tục cắt lớp tiếp theo. Và các em đừng quên những đường lượn sóng nhé. Đó là đặc điểm nổi bật của chú sứa đấy. Giờ mình sẽ gắn hai mảnh giấy vừa cắt được vào với nhau thôi. Bây giờ các em lấy một tờ giấy trắng, vẽ một đôi mắt thật to và tròn cho chú sứa của mình. Dùng kéo cắt hai hình tròn. Sau khi được hai hình tròn, các em lấy bút dạ đen vẽ phần con ngươi ở trong. Nhưng chú ý chưa hai hình tròn nhỏ lại để mắt chú sứa của chúng ta trở nên long lanh hơn nhé. Tiếp theo, chị sẽ vẽ một cái miệng xinh xinh cho chú sứa và tô màu đỏ lên để chú sứa trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống. Chúng mình cùng dán các bộ phận vào thôi nào. Đầu tiên là đôi mắt. Chỉnh cho thật cân này. Rồi tiếp tục đến cái miệng. Sứa ta trông vui vẻ hơn rồi đấy. Để làm phần tua của chú sứa, chị sẽ lấy ra một tờ giấy bìa màu. Kẻ các đường thẳng cách nhau khoảng 1cm theo chiều dài của tờ giấy. Rồi sau đó, các em lấy kéo cắt theo các đường thẳng mà mình vừa kẻ. Ở bước này thì phải thực sự kiên nhẫn nhé. Chú ý này, chúng ta sẽ không cắt rời các dải giấy ra mà để chừa lại một đoạn. Chúng ta vẫn chưa xong phần tua đâu các em ạ. Bây giờ mình sẽ lấy một tờ giấy khác, cắt bỏ đi một phần của tờ giấy để lớp tua ở trên sẽ ngắn hơn lớp tua ở dưới. Sau đó lại tiếp tục kẻ các đường thẳng cách nhau 1cm. Rồi lại lấy kéo để cắt theo các đường thẳng mà mình vừa kẻ. Cố lên nào, chúng ta sắp làm xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ dán hai lớp tua vào với nhau. Và tiếp tục dán luôn vào phần đầu của chú sứa. Vẫn chưa xong đâu các em ạ. Chẳng có con sứa nào mà tua miệng của nó lại thẳng đuột như vậy cả. Vì thế mà chúng ta cần phải lấy thước miết một đường, rồi những cái tua miệng đấy nó sẽ cong vút lên. Làm xong lớp tua miệng ở trên thì chúng mình tiếp tục với lớp tua miệng ở dưới nhé. Chúng mình chú ý này, đừng kéo tay mạnh quá, kẻo chiếc tua miệng nó rụng ra mất. Lúc đấy chắc chú sứa của chúng ta sẽ đau lắm đấy. Cuối cùng, chị cũng đã làm xong được chú sứa cho riêng mình. Các em nhớ này, khi gặp sứa ngoài biển
thì chúng mình chỉ đứng ngắm thôi. Đừng chạm tay vào những chiếc tua miệng của con sứa nhé. Nó sẽ chích và làm đau chúng ta đấy. Chào tạm biệt các bạn. Sứa bơi về biển xanh đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye.